Ok, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi series 8 tuần livestream đếm ngược cùng Dũng Mori Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần chữ Hán này, từ vựng và ngữ pháp của cấp độ N3 Yeah! Ninh sensei là rất giỏi rồi, mọi người, chúng ta sẽ đi đến những câu đầu tiên, những câu dễ trước nhé! OK, được Rồi, lượt 1 thì mình sẽ đọc phần tiếng Nhật này. Các bạn hãy comment đáp án ví dụ như là 1, 1 và với ý nghĩa là gì luôn nha. Chúng ta sẽ cùng check cùng làm với nhau nha. Ichiban wa shokunin tachi wa sacho no một lần nữa. tachi wa sacho no nani hey, nani Mọi người chọn đáp án số mấy nhá. Mina san comment shite Hai, chào Tân Đức sang Hương Giang sang. Chào Nhung sang. À, bạn Hà Nông định chọn 3 này, Bảo Long chọn 1 chỉ thị hay cậu buồn chọn 3 chỉ thị. Mọi người đều dịch là chỉ thị ok nhưng có bạn chọn 1 bạn chọn 3. Ừ. Có bị nhầm không? Hằng Phạm chọn 3. Hai, rất nhiều bạn chọn 3. Có một bạn trong số 1 à? Hai. Uh. Bạn Xuân chọn 3 này, Hoàng Thịnh là TG. TG là số 2 ở Thịnh Sang. Ê, yeah, số Ok, 1 bằng quá. Sam vàng des. Hai, okay. yeah. Có rất là nhiều bạn đã chọn đúng rồi đúng không? Đáp án của chúng ta là Sam bằng mọi người nhá. CG và đúng như các bạn đã comment bên dưới thì shiji nó sẽ có nghĩa là chỉ thị Rồi chúng ta thử dịch câu trên nhé Shokin chi wa Đây là thành phần chủ ngữ của câu Đúng không? Có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Shokin. ừ nhân viên, nhân viên đúng không nhân viên thì đang làm gì đấy đang làm việc đúng không đây là một từ rất là hay và cũng là ngữ pháp của chúng ta stagate mọi người nhé có nghĩa là tuân theo hay vậy là nhân viên làm việc theo sự chỉ thị sự hướng dẫn sự chỉ đạo của giám đốc ok không mọi người vậy đáp án chính xác và cách đọc của nó tương ứng sẽ là chỉ thị, chỉ thị này Ngoài ra, đáp án số 1 chúng ta có từ chiteki, có nghĩa là từ chỉ thích thì mình sẽ hiểu là tự chỉ ra, ví dụ như là chỉ ra khuyết điểm á, chỉ ra lỗi sai, ok không? Còn số 2 là từ teji. Chữ này thì mình sẽ có thể dịch là trình bày, ví dụ như là trình bày một vấn đề nào đấy này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dịch là xuất trình, ví dụ như là xuất trình giấy tờ, ok không? Số 4 là từ chi Chữ này thì có nghĩa là chỉ định, ví dụ như là chỗ ngồi chỉ định sẽ là Chite Seki Hay, ok desu ka Ok, rất là nhiều bạn chọn 3 nha Bảo Long 3, Hương Loan 3 Ok, ikimashou Chúng ta sẽ đến tiếp với câu số 2 Nhi bằng Musume wa hayaku hitori de seikatsu shitai to nani nani shiteiru Musume wa hayaku hitori de seikatsu shitai to nani nani shiteiru Hai, ni bằng các bạn comment phương án của số 2 nhé Ví dụ như là 2 chấm mấy chẳng hạn Và ý nghĩa của nó là gì nhá Các bạn chọn 3 thì vẫn là của số 1 thôi đúng không? Mọi người ơi hãy tích cực comment nhá Hai comment tôi tích sai Mình và Sensei vui đấy Hai Bảo Long sàng là 2, 1 hy vọng, kỳ vọng Đúng rồi, mọi người comment giống bạn Bảo Long nhé 2 chấm hoặc là 2 gạch ngang 1 chẳng hạn Đấy, thì mình sẽ biết là các bạn đang làm câu 2 Hay là vẫn còn comment câu số 1 Nhiều bạn sẽ bị mạng chậm ấy mọi người Thảo sanh hiện sang, ừ. một. chọn một hay chọn một hay? Dương sang chọn một hay chị Dương sang chọn 2 cơ James. chọn một, Lường lã là, là <laughs> 4 à? 24, Hoàng Thịnh 1, Hoàng Thịnh Kibo hay ừ. là số 1 đúng không? Mọi người đồng thời là comment luôn ý nghĩa nhá. Ví dụ như là 1 thì với ý nghĩa là gì? Đấy. 21 này hai một mai cua hai một ok vậy là mọi người hầu như đều chọn phương án được số 1 đúng không chan chan ichiban desu ne kibo đúng như mọi người có comment thì kibo sẽ là từ hy vọng đúng không từ hy vọng. kỳ vọng ừ. chủ ngữ là musume wa con gái của tôi đúng không nó đang nó đang hy vọng nó đang mong muốn rằng là sẽ được sống một mình càng sớm càng tốt ra ở riêng đúng không càng sớm càng tốt ok chưa là chữ kibo. Đáp án số 2 là từ shibo, có thể là nhiều bạn sẽ bị nhầm sang cách đọc là shi. Với ý nghĩa của chữ này cũng thể hiện sự mong muốn, nhưng đây là chữ hi mọi người, hi trong từ hy vọng, đúng không? Thì cách đọc tương đương của nó phải là là ki chứ không phải là shi. Được chưa nào? Còn chữ số 3 là kimo. Kimo ở đây là bộ phận gan. Ừ, đúng không? Gan kimo. Số 4 từ kibo. Đó, các bạn để ý nhé. Đây là kibo, còn đây là kỳ bộ không có trường âm thì mình sẽ dịch là quy mô ví dụ quy mô lớn quy mô nhỏ và kadimas cá ok con gái có nguyện vọng muốn cuộc sống một mình ở ừ, tức là muốn sống một mình đúng không bông mai 21 ok des giải thích xin xin dạn rất là dễ hiểu luôn à, nha, so nha mọi người <cười> 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 à, rồi, có 118 bạn xem rồi Các bạn nhớ comment nhiệt tình lên nhá Đáp án nào chọn số mấy với ý nghĩa là gì ạ Tiếp tục, sang bang Nani nani wa ashta made desu, wa made desu. Hai. cái câu này là câu dễ nhất của buổi live ngày hôm nay luôn đấy mọi người. Không bạn nào được chọn sai nha cố lên mọi người ơi. Ba là gì nhỉ Đúng rồi các bạn nhớ tăng tên bạn bè của mình vào học chung nhé. Ừ. Số ba. Có ai đó tăng dù bạn bè vào tham gia. Ừ. <cười> <cười> học chung với nhau đúng không? Nhớ sẵn cả Ngọc tường ba là bốn này. Ok, Yong bang. Sĩ Dương Yong Bang ok. Moshikomi Đình Thắng San Bằng. Ừ. Nguyễn Sơn San Bằng. Ừm. Moshikomi đăng ký đúng rồi, các bạn nói luôn nghĩa nhé giống bạn Thịnh đây này, này. Bạn ấy biết là đăng ký là đúng đấy ạ. Ừ. Sơn là Yong Bang. Hang Lư Yong Bang. Bình An Yong Bang. Ok, Misemasne Yong Bang de Đáp án số 4 ở đây có cách đọc là Moshikomi là đăng ký đúng không? Đăng ký đến khi nào đây nhỉ? Ashita <Nhạc> à, đến ngày mai đúng không? Vậy chúng ta sẽ hiểu hạn đến ngày mai là hết rồi, không thể đăng ký được nữa. Ok không? Còn lại các đoàn khác thì nó sẽ bị sai, ví dụ như là số 1 và số 2 thì chữ mô ở đây không có trường âm, đúng không? Nên chúng ta loại luôn từ đầu. Số 3 thì nó lại đọc là cư trong khi chữ này đọc là cụ, đúng không? Moshikomi vì vậy ba cũng sai nốt. cá Hai, ok. Ikimasu go ne. 4. Oto shita ni nani nani Hạn đăng ký đến ngày mai. Đăng ký hạn tới ngày mai. Ok, các bạn dính rất là tốt ạ. À. Đúng rồi, các bạn tăng tên mọi người vào học nha Rồi, bây giờ chúng ta tập trung vào câu số 4 này. Chữ hán này có cách đọc là gì mọi người nhỉ? Năm bằng để sổ cảm. 5 bằng để sổ cảm. Số máy là đúng nhỏ mọi người Comment tôi sẽ nhé Có hai bạn chọn số 2 ạ à? à, hai bạn chọn 2, OD được Rồi, có bạn comment luôn là gãy đúng không? Ý nghĩa là gãy Dương sáng chọn 2, Hoàng Thịnh OD đê tệ là gãy Hai Handy Vũ 2, Thanh Trinh 2 Ok, rất nhiều 2 Lương ừ. Nương Lã chọn 2 Rồi, mọi người tuyệt vời quá đúng không? Các bạn làm đúng rất là nhiều Hãy, yong bảo ạ Ni bằng ạ, nhé, ]ですね. như bằng chính là đáp án chính xác. Ode được là bị gãy. Cụ thể ở đây nhá. Tạ toki ni khi mà làm rơi. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể cho mọi người dễ hiểu hơn chẳng hạn như là cái cái gậy tự sướng đi. Ừ. Đúng không? Gậy tự sướng này khi mà chúng ta làm rơi thì nó sẽ bị warete, đúng không? Sẽ bị bị gãy. Được chưa nào? Vậy mình sẽ hiểu là khi mà làm rơi thì sẽ khi đã đúng không? Thì đã bị gãy. Ừ. Ni bằng chính xác. Đáp án số 1 Wadi được qua đây được là gì mọi người nhỉ? Các bạn comment cả ý nghĩa của các đáp án còn lại nhá, cũng là một cách để giúp chúng ta ôn bài luôn đúng không? Qua được là bị gì thấy Umeda? À bị dạy ấy nhỉ? Bị bị bị, bị hỏng, bị phá. Bị vỡ. Bị vỡ. Ở, à được. Để tôi nói một câu để vỡ. Vỡ. Ờ, ok bị ok vỡ. Okay. Ví dụ như là garasu ga qua đây được đúng không? Sẽ bị là kính bị vỡ này. Sam bằng đúng, đúng rồi các bạn comment là vỡ. Ok. Sam bằng nude được là gì mọi người? Nude được cửạ NoD được đúng không Đúng rồi quần áo của mình bị ướt nhông bằng cô 3D được cô quaD được cô quaD được là gì có nghĩa là gì nhỉ mọi người mọi người comment nha rồi các bạn đang vỡ ướt Ok đến số 4 mọi người ơi côD là bị gì đấy passô cô các qua được đúng không máy tính của mình bị bị hỏng để thế nào cô quaD đội là bị hỏng. Ok. vậy thì là ra được Đúng rồi, bị rách à. là yabure được. Ok ok ok. Ừ, ok. Rồi rất là tốt. Bạn Phương Nhung, bạn Nguyễn Hưng đã comment là họng này. Ok. Rồi mọi người ơi, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu số 5 nhé. Go bang. Kino shokuba no nakama to issho ni nomi ni itta. Kino shokuba no nakama to issho ni nomi ni itta. Mọi người comment số 5 là phương án mấy nhá. Go bang quá Số máy là đúng nhỏ mọi người ơi ừ. Ừ. Chúng ta đến câu số 5 nhé Tìm chữ Hán chính xác của cách đọc số cư bạn Số cư bạn thanh trinh trọng số 2 ừ. Thanh trinh là hai này Ngọc, Ngọc Tường 2 này 2. Bạn Như Mai chọn một Ok, có okay, okay. phương án hơi khác rồi đúng không? Bạn Hưng chọn 2, dịch là nơi làm việc Chính xác, mọi người comment cả ý nghĩa luôn nhé Ồ, oh, cũng có một số người chọn số một này Ồ, oh, rất nhiều bạn chọn một luôn ý Hiền, Sơn, Ngân, Hăng Lư này oh. Thú vị nhỉ? Chắc là mọi người nhìn thấy từ Shoku trong từ Shokuji, đô shoku đúng không? Ừ, Nên mọi người sẽ nghĩ sang số 1 Thanh Trinh chọn 2 Kiên chọn 1 Bảo Long chọn 2 ừ bông mai chọn 2, đức cường chọn 2 dịch là nơi làm việc đúng rồi ck quá nhi bang des nhi chính là chỗ cơ bạn và như các bạn có comment về ý nghĩa của nó chính là nơi làm việc ạ à. ok không thì chúng ta thử dịch lên câu trên nhá ngày hôm qua này thì tôi đã đã đi đâu nhỉ nomi nhi cửa đi nhậu ừ. hôm qua tôi đã đi nhậu cùng với đồng nghiệp chữ này là đồng nghiệp mọi người nhá nakama ở nơi làm việc ở đi, chỗ đi, đi làm việc được chưa nào? Vậy đây thì chính là chữ chức và chữ trường chính là nơi mà chúng ta thực hiện công việc là nơi làm việc, đúng không? Có một số bạn chọn một bởi vì như à, bởi vì như mình có vừa nói ấy thì mọi người sẽ bị hiểu lầm chữ sọc cự trong từ cư đô hoặc là cư gì nhưng mà thực chất thì không có chữ này. Đúng không thầy? Hay, trong tiếng Nhật này. từ số 1 này, số 3 và số 4 thì đều không có ý nghĩa mọi người nhá, nên mọi người tránh bị nhầm ạ. Ấy, được các bạn, chúng ta đi tiếp sang câu số 6. -ki nani -nani, -ki nani -nani, Hai. Câu số 6 mọi người chọn phương án là mấy ạ? Thật ra là cả bốn chữ hán này Đều có chứa bộ khẩu mọi người để ý thấy không? Một hình vuông đúng không? Là cái miệng của mình Và nó cũng thuộc trình độ đầu n3 thôi Cho nên chắc hẳn các bạn sẽ biết đọc hết đúng không? Bảo Long chọn 3 là hít thở hoàng thịnh chọn 3 đúng không? Hít vào, Vân sàng chọn 3. Ok. Phương án chính xác của chúng ta đúng là số 3. Đọc ừ. là sứt tệ. Hãy sự có nghĩa là hút trong sơ cấp chúng ta học là gì nhỉ? cũ sự đúng không? Là hút thuốc. Trong trường hợp này thì iki iki là gì các bạn biết không? À, iki quá. Hơi thở đúng không? Thì ừ. chúng ta không dịch là hút hơi thở được mà mình sẽ dịch là hít thở đúng không ừ. nào? Hít thở to tức là hít thở sâu đúng không? Vậy câu này sẽ là hãy hít thở thật là sâu. Ok không? Là tệ Đáp án số 1 đọc là gì nhỉ? Mà hôn ta sakebimasu à, Sa desu Ừ, Chữ này thì có nghĩa là gì nhỉ? Gào thét là la hét đúng không mọi người? Sakebu. Từ số 2 đọc là shi. Shikaru. Shikaru là mắng ví dụ tôi bị trồ hay là tôi bị giáo viên mắng đúng không shikarete shimatta Yom bao wa yobu desu yobu là từ gọi ví dụ Takushiyo yobu gọi taxi này namae o yobu gọi tên này đúng không chắc chắn là các bạn đều được học hết cả bốn động từ này rồi đó thì cùng một buổi đúng không chúng ta có thể ôn lại được vô số từ vựng cũng như là ngữ pháp mới gào thét la hét đúng rồi chửi la mắng đự ok yobi Yobimasu là gọi Ok, rồi câu số 7 mọi người nhé Kono ba sho bảy, Câu 7 Nana bang 7 là hai đỗ xe Đỗ xe Phú Trinh sang chọn 2 Cậu buồn chọn 2 2 Bảo Long chọn 2 là đỗ xe Mình đã Hai thấy Umena có khen là mọi người học rất là chăm chỉ, ôn rất là kỹ bài. Cho nên chắc không ai chọn sai đâu. Mai Cua chọn hai là rừng. Trọng Đức chọn hai, Ngọc Tường hai, bãi đỗ xe. Ờ à, đây là động từ đúng không? Nên chúng ta dịch là đỗ xe thôi. Ok. Hai, Misemas, Nana Bang và Ni Bang Des. Chiu sạ có nghĩa là đỗ xe, dừng xe. Còn ngữ pháp tiếp ạ, à, ike ma sen, chúng ta học ở sơ cấp rồi đúng không? Có nghĩa là cấm là không được đỗ xe ở vị trí này, ở khu vực này, ở chỗ này và OK chính xác là hai đúng không? là đỗ xe rất nhiều bạn comment đúng này. còn lại chữ số 1 và chữ số bốn, Nades nhé, không có mọi người nhé. Nades. chữ số 3 thì chữ này sẽ được đọc là Tcha, Nades. nếu mà xét về ý nghĩa thì nó cũng sẽ được dịch là dừng xe, là đỗ xe. Tuy nhiên sẽ có một sự khác biệt nho nhỏ giữa số 2 và số 3, không biết các bạn có biết không ạ? Số 2 và số 3. Hãy, chúng ta sẽ phân biệt thông qua thời gian nhé. Ờ à, sạ có nghĩa là dừng xe nhưng sẽ là ở khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là go này nay, à, ờ trong vòng 5 phút thôi các bạn dừng xe lại à, vào à, mua nước chẳng hạn. Đúng không? Là thời gian ngắn, chúng ta dùng tê xạ Trong khi đó, nếu mà các bạn đỗ xe đi xem phim, vào công viên chơi Hay là đỗ xe lên nhà, lên nhà của mình ở ấy Đúng không? Thì chắc chắn chúng ta phải đỗ trong một thời gian dài rồi Thì mình sẽ dùng từ số 2 là từ chill xạ Mọi người chú ý nhá ừ, Có bạn Đức Cường comment là chill xạ nghĩa là bạn dừng hẳn xe và rời khỏi ghế lái Không có khả năng di chuyển trong tình huống cần thiết Còn tê xạ là bạn dừng tại một vị trí nhất định không rời xa ghế lái, có thể di chuyển xe ngay lập tức nếu tình huống khẩn cấp. Ở đây không rời xa ghế lái. Wow, sugoi desu ne Cường sao? Bạn giải thích rất là chi tiết đúng không? Các bạn có thể tham khảo phần giải thích bên trên của bạn Cường thêm nhé. Ừ. Bạn tường là ba là dừng xe kiểu dừng ừ. đèn đỏ Ừ, dừng đèn đỏ cũng là rất là ngắn thôi đúng không? Trong vòng uh, một phút là cùng đúng không? Ít giây thôi Rồi, câu số 8 của chúng ta như sau bu đủ gà tô cử <laughs> mà đấy tonda. Bol ga toku made tonda. Đây ừ. là động từ nào nhỉ? Cho bạn comment tiếp tục câu số 8 nhá. bào ban bà. wa bào ban wa được là quả bóng đúng không? Quả bóng nó chấm 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 đi ra xa Tô cỡ Thế quả bóng thì đi với động từ gì là hợp lý cả nhà ơi? Bạn Hưng chọn ba là bay, hai. Trang Anh chọn ba, ok. Ba bạn quý tộc chọn ba là bay ừ. ok hải trần là ba rồi rất là tốt mọi người comment thêm đáp án và ý nghĩa của nó nha hằng phạm chọn ba là bay Đấy. hoàng thịnh tôn Đạ là bay chính ừ. xác cô tài rồi á <laughs> san bang đê rất là dễ với mọi người đúng không yeah. <laughs> tô bự đúng không tô bự động từ gốc là bay, phi trong từ phi công, phi trường ấy mọi người nghe đã thấy biết bay rồi đúng không? Vậy ý nghĩa của câu số 8 này là quả bóng này nó đã, nó đã bay ra một một nơi xa đúng không? Bay ừ. ra xa, bay ra xa. Ok hầu hết các bạn đều chọn ba này. Số 1 của chúng ta đọc là gì nhỉ? Yomi kata wa. Nage mas. Nage des ne. Nage Nageta. Nage ta. Ge uh, ne. Nage Na, yeah ,ですね. nager, nager, là ném được chưa? Ném rác đúng không ạ? Ném quả bóng cũng được nhưng mà nó không có cách đọc là tôn nên chúng ta mới không chọn số 1 được thôi đấy mọi người. Từ số 2 sẽ được đọc là utsu nhá. Utsu desu ne. Utsu là những cái động từ rất là mạnh ví dụ như là vỗ này, gõ này, à, đánh này, ngoài ra là tiêm cũng được đấy nhá. Rất nhiều ý nghĩa khác nhau mà mọi người thấy toàn là động từ cực kỳ mạnh bạo đúng không? Đọc là utsu. <laughs> ok, bạn Sơn rất là tốt này, bạn đọc được cả 3 phương án còn lại rồi. Còn từ số 4 đúng đọc là Cô đô bự Cô đô ころぶ là bị ngã mọi người, ngã ví dụ như là kodobu tokoro datta, suitsu nữa thì ngã. Đúng không? bự là ngã. Kyū bằng desu ne. Đến câu số 9 này hơi dài một tí rồi, mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Shūkan shin no kiji ga hirogari daijin ga shoku o nani nani. Shūkan shin no kiji ga hirogari Daijin ga shoku o nani nani. Câu số 9 của chúng ta. Kyuban wa. Và comment tiếp tục câu số 9 là đáp án mấy nha với ý nghĩa là gì luôn ạ? À? Câu 9. Bạn quý tộc chọn 4 à, đúng không? 94 Kimeta. Các bạn khác nào? Ngoài comment 9 chấm chẳng hạn Ví dụ 1, 2, 3, 4 nhá Và dịch sang phương án tiếng Việt là gì Đây <laughs> mọi người tích cực comment nhá 9 là 4, Hương sàng chọn 4 Kimê <laughs> tạ Bông mai chọn 4 Đấy <laughs> ừ. Vậy là có bốn bạn chọn 4 rồi, bằng lăng tím cũng 4 yong bang. Đấy, Cuba Doshiokana Ngọc Tường chọn 4, Bảo Long chọn 4 Hơ, sô đề cả Trang Anh chọn 1, có một phương án khác rồi Vậy là vun no ý nghĩa chẳng tốt khăn gái tả là Vậy là Vậy chúng ta cùng thử dịch câu trên trước nhé Xem là ghép động từ nào lên thì hợp lý Về số 1 mình có là Kiji là một mẫu tin đúng không? Mẫu tin của cái gì đây? Shukang shi là tập san là tạp chí theo tuần ấy mọi người, chiu là chữ tuần đúng không? Hidogadi, đôi, hiro, bản thân nó là từ rộng thì hidogadi là cái mổ tin đấy đúng không? Đã được. Lan rộng ra tức là rất nhiều người biết rồi. Cho nên là ông daijin, daijin là ông gì nhỉ? Ông bộ trưởng đúng không? cự chúng ta vừa gặp bên trên mọi người còn nhớ không? cự ba. Đấy, thì bây giờ cự là chữ chức đúng không? Là công việc. Công việc thì đi với động từ gì nhỉ? Ba Bốn rồi bạn Ngọc Tường còn comment tất cả các ý nghĩa luôn Một ừ. là bay ra, hai là nghỉ Ba là rời xa Ờ. À. Bốn Bốn Hầu hết là các bạn chọn bốn là nhiều ừ. Kiều Trinh chọn ba Quyết định không việc à? Trang Anh chọn một ừ. Uhm. Ok, Misemasne Đáp án chính xác của câu ba là Của câu chín là ba mọi người ạ Sam bằng xíu Mọi người biết động từ Hanade được không? Hanare là chữ ly rời xa đúng không? Rời xa. Rời xa cách ly ấy. Thì bây giờ mình ghép lên. Hana hanare tạ tức là ông ấy phải làm gì nhỉ? Phải nghỉ việc, phải bỏ việc. Ví dụ công việc ở đây đúng không? Mình phải rời xa nó đi, tức là mình mình nghỉ để chạ, mình không làm việc đây nữa. Ok để cá. Còn lý do các bạn chọn 4 này, các bạn nghĩ là kimetạ là quyết định à? Quyết định công việc à? Ví dụ yotte o kimeru, Đúng không mình quyết định cái dự định, quyết định đi du học hay là đi đi xuất khẩu chẳng hạn đúng không? Thì mình mới sử dụng động từ là quyết định. Còn số 1 đa sự cũng có rất là nhiều bạn đã comment được ý nghĩa của nó rồi. đa sự có nghĩa là bay ra là phi ra. Ví dụ các bạn đang tham gia giao thông đúng không? Thì từ một phía nào đấy có có một cái vật thể lạ hoặc là có một người đột ngột đúng không? Đột ngột phi ra. Đấy. Còn từ số 2 mượn quá quen rồi đúng không? Chính là động từ nghỉ. mimas Ok, các bạn đã hiểu lý do vì sao cô 9 chọn 3 chưa ạ? Các bạn comment là 4 hoặc là là 1 thì mọi người đã hiểu ý nghĩa chưa nhỉ? Đấy. Câu này sẽ hơi khó hơn một chút rồi đúng không? Càng về sau thì sẽ càng khó ạ, mọi người cố gắng nha. Ừ. Ok, câu tiếp theo, Jiu bằng. Nani ka, ii ka nani nani ga attara jiyuu ni hanashite mimashou. Nani ka i, nani nani ga attara Hai, một câu hỏi về katakana. Các bạn có thích katakana không? 1. bằng accessory, 2. bằng idea, 3. bằng energy, 4. Bảng, humor. Nam bằng các? Bạn quý tộc chọn hai, idea. Oh. Bảo Long chọn hai, <laughs> ok. Ngọc Hạnh chọn hai, oh. hai. Ánh Ngọc chọn hai, mm, yes. ý tưởng đúng rồi. Các bạn comment cả ý nghĩa luôn nhé. Câu 2 là ý tưởng đúng rồi. Phương sàng chọn hai là ý tưởng. Hằng Phạm chọn hai là ý tưởng. Hãy, Mr. C cái quá. Nhi Bang D chính xác từ idea đúng không? Mọi người biết từ này không? Ý tưởng đúng không? Tada là giả định. Nếu mà có ý tưởng gì hay thì hãy Hãy nói một cách tự nhiên, đúng không? Ừ. Cứ tự nhiên, cứ tự do nói ra Ok không mọi người? Vậy chính là có ý tưởng Còn từ số 1 Accessory thì có nghĩa là trang sức Ví dụ như là vòng tay, vòng cổ này Được không mọi người? Thì gọi là trang sức nhá Accessory Sao bảo Energy Energy là năng lượng ừ. Năng lượng, energy, đúng không? Như mà, you mua Từ này mọi người cũng được học trong sơ cấp rồi nhỉ? you là Đúng rồi, là hài hước. Cảm ơn bạn Hàng Phạm. Hài hước. Hài hước, ví dụ như là Yêu ga aru hito to shitai desu. không? Ừ. Tôi muốn kết hôn với người nào đấy thật là hài hước mà. Đúng không ạ? Ok, vậy là chúng ta đã trải qua 10 câu đầu tiên về chữ Hán và một số từ vựng đúng không? Cũng khá là cơ bản và gọi là dễ, cũng hơi dễ của cấp độ N3. Tiếp tục sang phần tiếp theo thì thầy Umeda sẽ cùng các bạn chữa thêm về phần từ vựng cũng như là ngữ pháp của N3 mọi người nhé Hãy Umeda sang onegaishimasu. À, hay, arigatou gozaimasu. Hay, hay, hay. À, à to pen desu ne. Ok desu. Hay. Hay, mira san konnichiwa. Hay, mieemasu ka? Yoisho. Hay, ja watashi ga etto 11ban kara 20ban made setsumei shite ikimasu. Du sou mai mo, den sou hay mai, min sẽ zai rap cho các bạn nhé. オッケーラオティエンチュンタコー、もっこうない。はい。みんどくつうせん高い果物でも、酸っぱい、ん酸っぱい何々がして、食べられない場合がある。高い果物でも、酸っぱい何々がして、食べられない場合がある。オッケー一 <laughs> 番、味。二番、音。三番、えー、美。美しい。四番、声。 Đó Từ nào có thể vào ở đây nhỉ Mọi người ơi Mọi người hãy comment nhá ừ. Hầu như các bạn đang chọn một ạ à. Một à Ok, rất nhiều bạn vào bình luận luôn đúng Mình rồi. rất là vui luôn <cười> Hai. <cười> Hai. Bên tiktok các bạn cũng bình luận rất là nhiều Đáp án số 1 là vị chua Số 1 ừ. Ok ok Đúng rồi Đáp án đúng chính là số 1 mọi người ạ à. Ừ Aji Ok 高い果物、果物ら、かいぜいや、ほわくわ。じゃ、一回。高いら、だ、だってん、まってん。うん。でも、でも、こげらずいよ。こげら、まずー。まっず超ずずら。そう。超ずあ、ずら、ほわくわ、だってん。うん。くこう、ちろん、ほっ、ばいですね。はい。ほまんろく。食べられない、こんげら、ほまんろく。びかいぜい。びこわちゅわ。びこび。 ごはちゅわ。はい。ちわ、すっぱい。すっぱい、これは味ですね。味です。はい。これは何ですか音って何ですか皆さん。はい。という、音、こげらずに思う。んい。うぞい,い。はい。うない。はい。すっぱいは音ですか音じゃないですね。ほんこ、はい。これは、美しい。はい。美しい。こげら、で 心理ア酸っぱいは美しいじゃないですね。こんまや、デアップにゃこの声、ゾンノイ、ゾンノイくわんぐい。このほんま酸っぱいだうにゃはい。ま、これまだ簡単ですね。はい。はい。はい。はい。最近、風が何々なようで、学校を休む生徒が多い。はい。 最近風が何々なようで学校を休む生徒が多い。はい。一番派手な。二番活動している。三番盛んな。四番流行している。はい。見えますかどの言葉が入りますかとぶなおらほっにゃ。ばおだいにょ。ばんのくとぅんむりはちょんぼんな。そぼんな。オッケー。そぼん。 quýtốc quý, tộc à? ừ, quý trong tộc số 3. Chọn 3 số 3 oh, ok ok có thể có một số người nghĩ số 3 là đúng ừ. Ừ. bạn Hương chọn 4 hơi hơi nghiện ở nhật chọn 3 chỉ hơi hơi thôi à hơi hơi. Tina kiểu chọn 3 Võ Hương chọn 3 Vi 3. đào chọn 4 Vậy là ừ. các bạn đang phân vân giữa 3 và 4 ấy, thầy ạ trên Facebook thì hầu như mọi người trong số 4 số 4 là bừng phát đúng rồi ok ok 見せますね。はい。だっばんどんら。番。いいですかはい。はい、はい、はい。先生。OK。ケー。ばんどんちんらそうボンもいんや。流行している。流行。はい。流行今やら。ぶんふわ。ぶんふわもいんや。風が流行しています。はい。最近らざおがんらい。ざない。風でかむくん。ざおがんらい。 呃カム・コムダン,ン・そう。ようでこれはヒニューラーですね。はい。学校を休む生徒が多い。はい。はい、ゾ・ヒニューラー・ガンダイ、ゾ・ンダム・ダン・ブン・ファニュホ,ニュホシン,ニュホシン,シン、あ、皆さんわかりますかはい。はい。難しくないですね。うん。一番、これは派手な。 派手って何ですか皆さん。勉強しましたかエルエはい。ロエロエだ。そうですね。ロエロエとか、サクソ。<詞>そういう意味もありますね。はい。そうそう。2番、活動している。これ、ダンホドン。はい。まあ、風が活動しているは言わないですね。活動しているは人。まあ、人とか、まあ、会社とか、組織とかに使えます。はい。で、盛んな。 え、これ、ベトナム語はフォービエンかな、はい、ンはい。フォービエンはい。フォービエンですね。そうそうそう,そう。フォービエン、ィあすフォービエンですね。はい。これも、まあ、活動とか、そうですね、文化とか、バンファとか、それに使えます。風が盛んです。それは言いません。うん。はい。流行、4番が正解ですね、はいフ。ファッチェン、あ。うん、ファッチェン。あ、そうですね。はいはいはい。次です。 テップトゥ、次です、えー。山口さんは逆、逆の方に行きましたよ。山口さんは逆の方に行きましたよ。はい。逆こげらずのも逆こげらず逆ら勉強しましたね、これ。これ逆です。意味は何ですか、皆さん。逆こげら、ごくらい。でくらい。ですね。はい。わかりますか、皆さん。 りんごくらい。はい。あん、あんはやらっちにゃ。ちょんてんべって、あんはいらっちにゃ、ま、ちょんてんにゃって、ちょんた、ほんべりょくがぞいっんくんぐいだ。ま、あちだーりーごくらい。ほう。これは方向ですね。ふんふん。あんやまぐちだーりんごくらいぞいだい。あごくらい。えー、同じ意味の言葉があります。一つ。反対。外。 これ、3番。遠いですね。4番が奥、うん。はい。たぶん、あんな、おら、インギアナーナーギ、なーな、かいと、逆にゃん。OK, OK. チェンファイブクティーラ、もいぐい、チョンソウモ。ま、く、うんこ、ンも、ソーヴィー。ラら、ソーボンラ、ドゥン。オ OK, もいぐいや。はい。何が正しいですかはい。正解は、反対です。はい。みなさん、ほとんどの人が正解ですね。 はい、とてもいいです。よく勉強してます。はい。反対、こげらもら、ファン、ドイこの意味もあります。まあ、でも、あの、D んくらい。ああ、くらい。この意味もあります。はい。なので、まあ、よく似た意味です。はい。外、これは違いますね。皆さんわかりますね。ご愛ですね。はい。これは違います。この漢字は何ですか遠い、こげら さあ,さあですねはい簡単ですねこれも違いますはい4番奥奥,奥はベンチョンベンチョンはいこれもねベンチョンだからまあ意味が違いますよ、まあ、この問題は簡単ですねはい <coughs> 次ですはいどうですか意味が分かりますか妹の卒業祝いに中華料理をご馳走した はい、中華料理をごちそうしたごちそうしたってどんな意味ですか、皆さんこれ勉強しましたかごちそうした、お願いします。m めん、ごめん、いいんじゃないごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 Ừ. ừ. Còn đây là động từ thì nó có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Bạn Duy An 14 là 1 này Yuki chọn 2 Mai Cua chọn 1 1 Vương Hiền chọn 1 Ok ok ừ. Chúng ta ăn xong thì là Gochiso sama deshita Nên là đúng rồi Có người chọn số 2 <laughs> Tabeta Thú vị nhỉ? Ok ok Bạn Hương Số 1 Chiêu đáy à? Văn Kiên chọn 1 <laughs> Ok Yuki chọn hai. Hai, hai. hai là ngon ạ. À. Ngon, ừ. ngon, oishii? Eh, kore wa oishii desu ka? Tabeta ta wa oishii desu ka? Thanh dân là cảm ơn vì bữa ăn. Cảm ơn vì bữa ăn. À. Số một là chiêu đãi, là chiêu khao. Đúng ừ. rồi mọi người, nhưng mà cái câu deshita cũng có ý nghĩa là cảm ơn cho đồ ăn. Này. Ừ. そう、ボ作った。え、本当ですか作った。ごちそうした。はいはい、なるほど。OK です。はい、答えは1番です。はい。ほとんどの人が正解ですね。オッケーおめでとうございます。はい。怒った。ごちそうした。これはね、大ですね。大知恵う大えー、まあ、よく似た意味です。はい。えっと、じゃあ、この意味を見ましょう。

オッケー、ミンドくと、セミにゃ。留学中、留学中、時々届く家族、ふん、手紙は本当に嬉しかった。はい。留学中、時々届く家族、ふん、手紙は、手紙、ぶトゥぅですね。手紙は本当に嬉しかった。はい。オッケー。一番と二番から三番との 4番からのどれが正しいですか bạn kiên chọn 4 công tiến chọn 4 quý tộc chọn 2 bạn cha chọn 2 2 ok ok cũng có một số người ngân sàng chọn 4 là từ gia đình ạ từ gia đình ok hương lan chọn 4 đại thắng chọn 2 từ từ gia đình chính xác 2 hay 4 vậy cg ok mình phải giải đáp cái này nhỉ <laughs> ok chắc chắn là cũng một số người thắc mắc là tại sao không phải là số 2 呃タパンドンチンラ、そうボンもいンや。からの、はい、ケミンセムインギアにゃ、はい、留学中、留学ラズホ、留学中今ら、コンギラ、チョンキトイリズホ、うん、トキドキラ、ドイヒハラ、ティントン、や、トドク、グイデン、デ今イ、ニマカイジラ、グ,グイデラ、ブクトゥ、トゥ、アイタ、トゥ、アイニョン、家<族>ザリン、そう。 家族からです。はい。そう、家族からの、の、これですね。はい。は、本当に嬉しかった。だ、ざら、はい。には、来ない、実際に、てんて、こう、インゲーラ、ちょんチョンキートイリズホ、トイ、だ、ざら、V、V、V、カジ、V、キントワン、ネンル、ブクトゥ、トゥ、ザーリなナイ。はい。から、皆さん、これ、から、 ま、あこれ簡単ですね。あのー、からまで、まあ、勉強しましたね。トゥーデン。はい。だからと、トゥーザリン。そうです。はい。でもね、のがありますね。の。のはどんな意味ですかクワ。クワ<ア>。うん。かい、ちょっとない。こげら、クワ。ノージェンタ。ノコインゲラ、ケウガー。ソーフー。ソフーフはい。日本語所有ですね。これソーフーです。はい。with、例えば、えー、<laughs> もう、ねうまかい内らにュうら、家族くふん手がが、えー、ときました。ネ、ね、うまかいてにゃんないらにゅうてない。家族くん手がが届きました。ねうまにゅうてて、そうはいちんらたばんゥンうん。ぼび、ときます開いどんたくないら、こわ、てがみない。ががく。中ゅうて、ちら、手がニュン にゅん、ただ、こないら、家族、ん、手紙は、本当に嬉しかった。ん、今、愛ら、愛ら、V ぞい。だいらどど、どんたっこは愛。どんたっ、ほんぱいら、どんたっこは手紙にょ。手紙ほんぱいら、今後、いねら、手紙本,いい手紙本いいんてなおら、V。こう、かんざく、V。だいら、わね、わだいら、かんざくは、だいちんかんざくは、私たし、とない、ね。本んぱいら、てがにゃ。 ねん、ちゅんほっとない、ちょんちゅんほっとないってちゅんたーファイコーの、家族からの、もう一回コーヒーほんま、の、難しいですね。<laughs> ちょっと難しいね、これ。はい、はい。OK。次いきます。はい。十六番です。そうまい、そうまい、さお。はい。旅行の楽しみの一つは、そこ、ん食べられない料理を食べることだ。 旅行の楽しみの一つはそこ何々食べられない料理を食べることだ1番でしか2番だけの3番にだけ4番でのはいどれどれが正しいですかねはいマン・クイトク chọn もももももももももももももももももももももももももも n も コンティンチョンモト、イエンザンモト。チェンファイブ、くん、もいぐいちょん、そも。これはちょっとわかりやすいかな。はい。いいですか。はい。答えは、oh, ごめんなさい。答えは、1番です。はい。でしか。はい。旅行の楽しみの一つは、そこ、あー、すいません。そこでしか食べられない料理を食べることだ。はい。こんげらずによ。 はい。旅行の楽しみの一つ。一つ、こげら、も、もちょんにゅんにんふい。楽しみ。にんふい。ごわずり。<laughs> えーか、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、かい、い、かい、かい、かい、かい、かい、い、かい、 một trong những niềm vui của du lịch chính là ăn những món ăn những món ăn mà chúng ta kiểu chỉ có thể ăn chỉ có thể ăn ăn được ở địa điểm này mình sẵn vào không? hai ok ok nhưng mà hai ngữ pháp shika và dake cũng có ý nghĩa là chỉ dake cũng có ý nghĩa là chỉ nhưng mà có một sự khác biệt là cái gì nhỉ mọi người ơi? Tại sao? Tại sao? sao số 2 thì không phải? Các bạn có nhận ra là Chika phải đi với Nai ạ? À? Luôn luôn đi với thể phủ định Chính xác luôn à. <laughs> Hay Có một sự khác biệt chính là Cái ngữ pháp này Chika thì là đi với thể phủ định Nhá, phủ định Taberare nai Cô này cũng là Cái cô này cũng là thể câu phủ định nhỉ? ねな、チュファイティラコンン,ン,ンの、食べられますンンやオッケーオッケー。オッケ,ケー、ベイゾチュンタこ,こ,この小説は長すぎて、3日間で、ふん、よ。この小説は長すぎて、三日間で、ふん、よ。はい。

là bằng tiếng ừ. trả lời như vậy 17 là một đọc hết ừ. Hai, không đọc hết được à các bạn có khẳng định và phủ định nữa ừ. ok ok khẳng định và phủ định nữa ok chúng ta xem nào số nào là đúng nhỉ Ờ tập ăn đúng là số 2 mọi người ạ Yô mi này Ok, mình sẽ giải đáp nha Cô nô sô sẽ có nghĩa là Thiều thuyết này Nàga là quá dài, dài quá. Ừ. Dù thiểu thuyết này dài quá, nên trong 3 ngày. Đó. kia này có nghĩa là không đọc hết được. Không đọc hết được trong 3 ngày này. À, có nghĩa là như vậy ạ. Còn số một. Yếu ta có nghĩa là đọc hết rồi. Dài quá mà đọc hết được à? Hơi <laughs> không hợp lý một tí. Ừ, là sai nhé. Ok. Số 3, Yếu owaru đã đọc xong rồi.

Các bạn học n ba thì chắc chắn là học rồi đúng không? Đặc biệt là những bạn mà có học khóa học của Dũng Mori Đây là một trong những ngữ pháp chương đầu tiên luôn ạ à. ừ. Về mát sự, bỏ mát sự cộng với kê được là đang dở Ví dụ đang ăn dở, đang đọc dở Ồ, oh, sensei, rồi, đang dần dở nhưng mà chưa được hoàn thành Chưa hoàn thành, chưa sống đó là Số đẹp sư nè Cô đẹp một chí ạ Hai, 18番。おう。バイナイラファイサプセトゥトゥニャ。ね、そうなデン、この喫茶店は、コーヒー、<laughs> 美味おいしい。はい。喫茶店は、グワンカフェですね。グワンカフェ。はい。コーヒーラカフェ。1番、などの2番、スパゲッティラミ右、料理も、

Nhưng tôi sẽ đi Mọi người đi cà phê, các bạn sẽ mua cái gì? Mọi đi cà phê thì thường là dùng đồ bún gì nhỉ? Mình thì hào như nhiều khi là cà phê điện đá không đúng không? Mình rất là thích cà phê điện của Việt Nam luôn Ok, đúng rồi mọi người ạ, à. đúng hết rồi 4, 2, 1, 3 nhé 4, 2, 1, 3 mọi người ạ à. この喫茶店はコーヒーだけでなくスパゲッティなどの料理も美味しい。はい。この喫茶店はコーヒーだけでなくスパゲッティなどの料理も美味しい。はい。これはまあ難しくないですね。はい。あ、えっと、美味しい。え、うん。美味しいがあります。美味しいがあるときは、この前は、が、 はとか、もがきます。はい。このコーヒーは美味しい。このコーヒーが美味しい。だから、このパンも美味しいちゃん。はい。この中で、が、は、もがありますかないね。ないない。あります。はい。料理もありますね。だから、ここが3番です。はい。あと、これですね。だけでなく。カイングファップないこげらホンチラはい。 with, a だけでなく b こニャらホンチラ、ア、マラ、ベですね。例えば、a さんだけでなく、b さん。はい。日本だけでなく、ベトナムちゃん。はい。なので、あばバベラ、キュウ。かュウ、カーふふい、ゾンニャン、ライ、ゾンニャウ,ライゾンニャウうん。例えば、おライコ、カフェ、バースパゲッティ、ない。

あとは、などの、などの。これ、皆さん、どんな意味ですかこれは、チャンハンですね。チャンハン。はい。そう。スパゲッティなどの。はい。そういう意味ですね。はい。皆さん、わかりますか多分、これは大丈夫ですね。はい。OK。もう一回。チュンタチーコー。チュンタチーはい。ははい、ばいん。そう、ちいない。はい。 どんなに苦しくても彼なら最後まで、um、いる。どんなに苦しくても彼なら最後まで、um、いる。はい。に、抜く、やり、決まって。はい。うん。まぁ、サプセプニュテナはコーン17ならいい、mọi người にゃ。バーハイもボーン。バーハイもボーナ。 Bạn Quý Tộc, bạn Kiều Trinh cũng bình luận là 3214 ạ. À. Ok, ok, 3214. <laughs> Lệ Thương, 3214. Ok. Ủa? 3, 1... Quang Mỹ. Ừ, Quang Mỹ, 3124. Ok, ok, ok. 32... 32... 3124. Ờ... À. Huyền Trang, Vân Hoàng, Ngọc Tường, 3214 ba hai một bốn nhỉ ok ok <laughs> trên tiktok thì sao ạ tiktok cũng ba hai một bốn và cũng có bạn ba một hai bốn ạ ok ok cũng có ba một hai bốn à ok hiện tại đang có hai phương án phân vân như vậy ạ à? ok ok tiếp theo nhé hay 1 bạn, ichiban desu ichiban hay サプどんなバハイも、ボナ。ハウニューも、も、ら、どんや。はい。バハイも、ボン。どんなに苦しくても、彼なら最後まで、えー、やり抜くに、決まっている。はい。やり抜くに、決まっている。オラエチュンタコテイタイラ、ハイカイングップないも、ら、に、決まっている。 に、決まっている、こんやらずや。ちゃっちゃんぞい。ちゃっちゃんぞいや。ちゃっちゃんぞい。はい。やりぬく、らずにやりぬく。やりぬく、こんやら、こうが、うん、らんへっ、でんこい。らん。らんかいじいま、でう、こう、でう、ばば、でんこいくん。<coughs> やりぬくと、え、決まっている。はい。ですから、

<laughs> 抗がん剤だ。はい。夏休みに行われた会社での実習は、私にとって企業で、ふんふんふんふん、いい機会になった。はい。夏休みにへいですね。にへい。夏休みに行われた会社での実習、あ、トゥクタク。実習は私にとって企業、くむこにゃらコンティ。

ba bốn hai 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 bảo long là ba bốn một hai tức là ba bốn một hai là nghỉ hè bên nhật thì là tháng bảy tháng tám tháng chín là thường là natsuyasumi bên việt nam thì sao ạ ở việt nam là cuối tháng năm tháng sáu ạ tháng sáu oh, thì là có thể bây giờ nhỉ đúng rồi ạ à. các trường học đang sắp bế giảng rồi đang sắp được nghỉ hè rồi ạ à, xuống nha 夏休みでんそん、伝送伝送っンソンて。Okay. 別に、デントイんい。民生、ヒエあ、タパン、ドゥニャ、ドゥンラ、ソボンモ、イグヤ。あ、ここれ、コニな。ソーリー、ソーリー。バハイ、ボンモ、バーハイ、ボンモ、ジンラ、サプセドゥナ。はい。夏休みに行われた会社での実習は、私にとって、企業で、えー、働く、働くというのが、 どういうことか考える。働くというのがどういうことか考える。いい機会になった。こんやら、ニューバーや。はい。人生、えじ、さんてん,ん夏休みらにへに行われたまあ、だあどくらん。はい。会社らコンティはい。実習らとった。私にとってこんやら、どいぼい。はい。どいぼいみん。とった。おう、コンティーバ にへ、ら、だらもっくほい、ざらと、機械ら、チャンス、ううだらもっくほい、ざらと、で、スインギいスインギはい。というのが、これは何ですかというのが、皆さん勉強しましたかこれどういう意味ですかこれは。というのが、こげらずにゃというのが、こげら、かいごい、らー、

ィッローコンーラーちょっと長いですね。はい、皆さんわかりましたか、はい、もし何か、えー、まだわかりませんとか、先生これは何ですか何か質問があったらコメントします、えー、コメントしてください。で、まあ、各番、だワンコー Ok Hai Hai Cảm ơn tất cả các bạn vì đã có mặt ở đây Đã tham gia vào phiên livestream này của Dũng Mô Và ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau ôn qua 20 câu chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của n ba rồi Đúng không nào? Hãy các bạn đừng quên comment thêm chữ nhận quà vào dưới phần bình luận Để nhận được phần quà siêu to khổng lồ từ Dũng Mô Đi nhé Hãy và chúc các bạn một tuần mới thật là năng lượng, thật là vui vẻ Và các bạn nhớ ôn tập thật là đều đặn để kịp cho kỳ thi tháng 7 sắp tới nha. はい、皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんありがとうございました。